bập bung, tiếng chài khua cắt cơm cắt cơm cơm cắt cơm cơm cắt cơm cơm cắt cơm cắt cơm cơm đúc lò ô bập bung lên ánh lửa sóng bom bo rộng ra tiếng chài khua bông con ra vòng để đông đưa giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa cách mạng sân gạo nhiều để đánh mỹ sóng bom bo sẵn có cối chài đây người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày. Ngày xưa người dân bom bo cái vùng không đo phố trắng trắng lành em được sống tự do cơm áo lành no dân làng bom bo nhớ ơn giải phóng là giặc thua ta tiếng nói liêu lo lời ca trong vắt nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai. Lửa gần tan nhịp càng thêm răng rối bóng trăng lên về phía đứng đồi cây người chưa người đã sẵn có người thay với gạo vơi đi và rồi gạo lại đây. Hậu phương tiếng súng phước lòng chờ mong tinh thắng người đi xa vắng rồi sẽ có ngày về đường này.